Vâng, xin kính chào tất cả quý vị và các bạn. Trong video lần trước thì tôi đã chia sẻ cho quý vị về tượng Tam Đa và ba vị thần trong tượng Tam Đa là ai. Hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau đi chiêm ngưỡng ba bộ Tam Đa với nhiều kích thước khác nhau và cùng nhau đi tìm hiểu về cách bài trí cũng như là đặt tượng Tam Đa trong nhà như thế nào cho chuẩn phong thủy. Tượng Tam Đa Phúc Lộc Thọ thường được người Việt Nam trưng bày hoặc thờ cúng trong nhà với mong muốn gặp được nhiều điều tốt lành, có được tiền tài và sống lâu cùng con cháu. Nhưng không phải ai cũng biết hết ý nghĩa và cách sử dụng tượng Tam Đa Phúc Lộc Thọ trong phong thủy để đạt được những điều như ý nguyện. Đôi nét về tượng Tam Đa hay còn gọi là tượng Phúc Lộc Thọ, xuất phát hình tượng của ba con người có thật sống vào ba triều đại phong kiến Trung Quốc, đó là Quách Tử Nghi, Đầu Tử Quân và Đông Phương Sóc. Ý nghĩa của tượng Tam Đa trong phong thủy, chúng ta có thể nhận thấy rằng con người sống trên đời rất khó có thể được trọn vẹn, đôi khi có những thứ này nhưng sẽ đánh mất đi thứ khác. Ba ông Phúc Lộc Thọ Tam Đa chính là đại diện của những ước muốn mà mỗi con người đều khao khát có được trong cuộc đời. Tuy nhiên, mỗi ông chỉ tượng trưng duy nhất một điều viên mãn. Đầu tiên, ông Phúc tượng trưng cho sự may mắn, tốt lành, con Hiền và cháu Thảo. Nếu quan sát, chúng ta sẽ nhìn thấy tượng ông Phúc trên tay luôn bé một đứa bé. Khi đặt tượng ông Phúc trong nhà, người đời thường mong muốn cầu cho ông sẽ đem đến nhiều phúc phần cho gia đình, đặc biệt là giúp mọi người con cháu ngoan hiền, hiếu thảo và thành đạt. Ông Lộc hay còn gọi là ông thần tài, tượng trưng cho sự giàu có, thịnh vượng, tài lộc. Khi chế tác tượng ông Lộc, các nghệ nhân luôn cho ông đội mũ quan và tay cầm ngọc, hàm ý là sẽ giúp con người hoặc là người sở hữu có được sự thăng tiến tốt trên con đường công danh sự nghiệp, vạn sự như ý và tấn tài tấn lộc. Ông Thọ tượng trưng cho sự trường thọ và sức khỏe. Tượng ông Thọ được xây dựng với hình dáng là một ông tiên già có trán cao và râu tóc bạc phơ. Trên tay của ông luôn có một quả đào, hay còn gọi là đào tiên. Tay ông còn chống một gậy với phần thân buộc quả hồ lô, chứa đựng bên trong là tiên đơn. Đặt và thờ cúng ông Thọ trong nhà, các thành viên trong gia đình sẽ luôn luôn được phù hộ, khỏe mạnh, ít đau ốm. Cách sử dụng tượng Tam Đa đúng phong thủy. Hiện nay trên mạng có rất nhiều người hướng dẫn về cách sử dụng tượng Tam Đa, tuy nhiên không phải cách nào cũng chính xác và đúng phong thủy. Đã có rất nhiều trường hợp đặt sai thứ tự và vị trí dẫn đến việc dính vào thị phi, tiền bạc hao hụt cùng với nhiều điều không may khác. Vậy nên mọi người có thể tham khảo cách hướng dẫn sử dụng tượng Tam Đa đúng phong thủy ngay trong video này. Về thứ tự, tượng ông Phúc phải đặt ở bên phía tay phải, tiếp đến là tượng ông Lộc chính giữa và cuối cùng là tượng ông Thọ bên trái. Đặt đúng theo thứ tự này, gia chủ sẽ được phù trợ về nhiều mặt trong cuộc sống. Ví dụ như công việc kinh doanh hoặc làm ăn buôn bán ngày càng thuận lợi, con cháu trong nhà ngoan ngoãn và hiếu thảo, tiền bạc cũng như của cải trong nhà ngày càng gia tăng. Về vị trí, tượng Tam Đa Phúc Lộc Thọ có thể đặt rất nhiều nơi ở trong nhà, nhưng tốt nhất là đặt ở vị trí may mắn trong nhà. Một trong hai bên cửa chính, phòng khách, phòng làm việc, vị trí hướng vào phòng ngủ. Cụ thể này, vị trí may mắn trong nhà thì đặt ở vị trí này sẽ giúp gia chủ trợ được nhiều tiền bạc, phúc đức và tuổi thọ. Ngược lại, ở những vị trí kinh kỵ, hung với tuổi sẽ khiến cho gia chủ gặp những điều không may mắn, hao tài tốn của và dễ vướng vào cãi vã, tranh chấp. Một trong hai bên cửa chính thì theo các chuyên gia phong thủy thì gia chủ nên đặt tượng Phúc Lộc Thọ Tam Đa ở một trong hai bên cửa chính, ngôi nhà sẽ đón được rất nhiều tài lộc và may mắn. Ở phòng khách, đây được xem là một trong những nơi nạp khí nhiều nhất của ngôi nhà. Khi đặt tượng Tam Đa ở phòng khách, ba ông Phúc Lộc Thọ sẽ giúp gia chủ ngăn chặn khí xấu và làm cho tiền bạc vào như nước, cuộc sống sung túc hơn. Về phòng làm việc thì không chỉ phù hợp với cuộc sống đời thường mà tượng Tam Đa Phúc Lộc Thọ còn đem đến rất nhiều vận may và cơ hội cho gia chủ khi đặt tượng ở vị trí phòng làm việc. Tượng Tam Đa sẽ giúp cho con đường công danh sự nghiệp của gia chủ thêm rộng mở, còn chuyện kinh doanh thì phát triển và lên như diều gặp gió. Vị trí hướng vào trong phòng, ngoài vị trí trên thì gia chủ còn có thể đặt tượng Tam Đa Phúc Lộc Thọ ở vị trí hướng vào trong phòng. Cách đặt này sẽ giúp tượng Tam Đa phát huy hết tác dụng phong thủy. Tuy nhiên, cần tránh đặt tượng ở vị trí hướng vào những nơi như phòng ngủ, nhà vệ sinh và bể cá. Một số lưu ý khi sử dụng tượng Tam Đa. Bên cạnh ý nghĩa và cách sử dụng tượng Tam Đa Phúc Lộc Thọ thì khi lựa chọn tượng đặt trong nhà, gia chủ cần lưu ý mua ở những nơi cơ sở uy tín đảm bảo chất lượng, tuyệt đối không mua ở những cửa hàng bán sản phẩm không rõ nguồn gốc để tránh phải hàng giả, hàng kém chất lượng, sau một thời gian sử dụng mới phát hiện ra thì rất khó xử. Ngoài ra, khi sử dụng tượng Tam Đa, mọi người cần chú ý đến một số điều sau đây. Thứ nhất, trưng bày tượng Phúc Lộc Thọ Tam Đa ở vị trí sáng sủa và sang trọng. Có như vậy, gia chủ mới gặp nhiều may mắn và tài lộc, đạt được nhiều điều như ý nguyện. Thứ hai, khoảng cách hợp lý để đặt tượng Tam Đa là 0,8
mét đến 1 mét so với mặt đất, hạn chế đặt thấp hơn hoặc cao hơn để vừa đảm bảo tính thẩm mỹ vừa giúp cho tượng phát huy hết công dụng phong thủy. Thứ ba, nếu đặt tượng tam đa trong phòng làm việc, gia chủ cần đặt phía sau bàn làm việc. Nếu đặt ở phòng khách thì tốt nhất là đặt cách xa tường một khoảng. Ở vị trí này sẽ giúp cho công việc thuận lợi, cuộc sống sung túc và an vui. Thứ tư, luôn luôn đặt tượng tam đa phúc lộc thọ liền kề nhau, tuyệt đối không tách riêng. Ngoài ra thì gia chủ cần chú ý không nên đặt tượng tam đa đối diện với cửa chính, bởi vì đặt như vậy sẽ luôn làm cho tiền cho thần tiên ra khỏi nhà. Thứ năm, nếu thờ cúng tượng tam đa trong nhà thì cần phải có đèn trong và lư hương, tốt nhất là làm bằng chất liệu gỗ. Bên cạnh đó, gia chủ cần kết hợp dâng hoa tươi và đồ ngọt để bày tỏ lòng thành kính. Thứ sáu, khi đặt hoặc là mua tượng tam đa về trưng bày trong nhà thì gia chủ cần tiến hành khai quang cho ba ông phúc lộc thọ. Việc này sẽ giúp cho tượng có linh hồn, từ đó phù trợ tốt hơn cho gia chủ trong công việc và cuộc sống. Trên đây là ý nghĩa và cách sử dụng tượng tam đa phong thủy. Hy vọng thông qua video này, quý khách hàng sẽ hiểu hơn về tượng tam đa cũng như biết cách đặt và sử dụng như thế nào cho đúng và hợp với phong thủy. Nếu cần tư vấn thêm hoặc muốn mua các sản phẩm về tượng tam đa, quý khách hàng có thể liên hệ Đồ Gỗ Văn Sáu với số điện thoại rất quen thuộc, đó là 0968152070 và 0972282070. Xin kính chào tất cả quý vị, hẹn gặp lại quý vị trong các nội dung tiếp theo.